May và các bạn không sao chứ? May mà có cá heo giúp. Mà em đi đâu nãy giờ vậy? Để tụi chị lo quá. Còn con cá heo này là sao nữa? Tội nghiệp cá heo. Mình sẽ giúp bạn gỡ cái dòng sắt này ra nha. Không có gì. Thôi, giờ mình phải vào hang động kia giúp các bạn giải cứu san hô nữa. Chuyện là vậy đó. Em tình cờ cứu được bạn cá heo nên bạn ấy muốn trả ơn. Thật tốt quá. Nhờ có cá heo giúp mà chúng mình đã đuổi được bọn bóng đêm. Hoan hô Tom, lần này bạn thật sự là anh hùng của cái nhóm đó. Bây giờ mình nhanh trả san hô về dãy trái cũ thôi. Đi thôi. San hô trở về trời. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tốt quá rồi. Vậy là coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Ừ. Nhưng có gì đó không đúng lắm. Không đúng chuyện gì vậy chú cô? San hô đã trở lại vị trí cũ nhưng đang có dấu hiệu suy yếu. Các bạn nhìn kìa. Chắc là bọn bóng đêm lại giở trò đây mà. Chúng ta phải bắt bọn chúng lại hỏi cho rõ. Úi đợt, úi đợt. Ta đã nói là không có làm gì mà. Nếu không phải do các ngươi, tại sao san hô không phát triển tốt như lúc trước? À, trời ơi, ngươi hỏi bọn ta thì bọn ta biết hỏi ai. Ây da, đau. Các ngươi nói cá heo dừng lại đi thì bọn ta sẽ đi điều tra, được chưa? Được, vậy chúng ta cùng nhau chia ra tìm hiểu nguyên nhân. Cá heo, bạn theo giám sát bọn bóng đêm ngang. Ngươi nhìn nè, có lẽ nguyên nhân là đây. Một ống xả bị nứt hả? Ống xả bị nứt nên rỉ nước thải ra ngoài, làm ô nhiễm môi trường. Thì ra đây là nguyên do ảnh hưởng đến sự phát triển của san hô. Vậy mình phải làm sao đây? San hô rất nhạy cảm. Nếu tình trạng ô nhiễm này kéo dài thì chúng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng mất. Chúng ta phải tìm cách dán lại đường ống bị nứt này. À, mình có cách rồi. Đây là keo dán thần kỳ. Chỉ cần đổ keo này vào chỗ bị nứt để giá lại thì ống sẽ không bị rò rỉ nữa. Đó là chuyện của các ngươi. Bọn ta xong nhiệm vụ rồi. Đi thôi bọn khỉ. Các ngươi muốn gì nữa đây? Các ngươi cũng phải làm vậy. Coi như chuộc lại lỗi lầm đã đánh cắp san hô đi. Tuyệt vời, hôm nay chúng ta đã bảo vệ thành công những đàn san hô. Tốt quá rồi, đầm nước đã trong sạch, những đàn san hô bắt đầu tràn tràn sức sống lại rồi đó. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sạch đẹp, có vậy thì san hô mới phát triển được. Dạ, tụi em hiểu rồi. Chúng mình phải về thôi, dòng cỏ tiên đã sắp hết tác dụng rồi. Về thôi các em. Hôm khác chúng ta lại ghé thăm những đàn san hô xinh đẹp nha. Tạm biệt cá heo. Tạm biệt cá heo nha. Tạm biệt.